Vòng trừng phạt mới sẽ nhắm thẳng vào ngành công nghiệp dầu mỏ và các ngân hàng Nga. Người đứng đầu Bộ phận Chính sách Đối ngoại tại Ủy ban Điều hành châu Âu của Liên minh châu Âu tiết lộ. Theo hãng tin Reuters, Liên minh châu Âu sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ, nhiều ngân hàng Nga và những người chịu trách nhiệm về các thông tin sai lệch. Viết trên Twitter, người đứng đầu Bộ phận Chính sách Đối ngoại tại Ủy ban Điều hành châu Âu của Liên minh châu Âu Joseph Borrell cho biết, Chúng tôi đang làm việc với gói trừng phạt thứ sáu nhằm mục đích loại bỏ nhiều ngân hàng khỏi SWIFT hơn, liệt kê các tác nhân gây sai lệch thông tin và giải quyết vấn đề nhập khẩu dầu mỏ. Các nhà ngoại giao cũng tiết lộ vòng trừng phạt mới sẽ ảnh hưởng đến Sberbank, ngân hàng nhà nước lớn nhất của Nga và Đông Âu, đồng thời bổ sung nó vào danh sách các ngân hàng đã bị loại khỏi hệ thống SWIFT, Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng toàn cầu. Các quan chức cho biết, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dự kiến sẽ đề xuất các biện pháp trừng phạt cụ thể vào hôm nay 4 tháng 5 để 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu phê duyệt. Các biện pháp sẽ bao gồm cấm nhập khẩu dầu Nga vào cuối năm nay. Ngày 3 tháng 5, trước thông tin ban đầu về vòng trừng phạt mới này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông có thể chấm dứt xuất khẩu và giao dịch để đáp trả các biện pháp trừng phạt mà Liên minh châu Âu và Mỹ áp đặt.